Mình được nghỉ một tháng liền luôn để chuyển việc mới. Hôm nay ngủ dậy mấy anh em buồn quá, ra anh tìm chị cô một tí vậy. Xe thì đã xong nhà, sắp sửa bye bye xe ô tô rồi. Ô tô thì bị bắt, công an nó bắt cho thằng em lái, giờ đang chờ tòa xử. Nó tịch thu bằng, bên Nhật nó tịch thu bằng, không như Việt Nam. Tịch thu bằng nó còn phạt 100 triệu. Đủ má nó, phạt nặng thật đấy. Nam mình có thế đó. Nóng thế. Cuộc sống này quá bon chen, con thấy mình hồi visa còn 3 năm, làm lốt 3 năm nữa thì về Việt Nam vậy. Chán Nhật rồi, bắt đợt này là bắt cái bằng của mình 2 năm sau mới được học lại. Không biết là đến khi nào 2 năm sau học lại thì ô tô phải bán rồi. Nhật lại bằng cái luật giao thông của nó cực kỳ, nó kiểu như là KBC, nó chặt lắm, nó không như Việt Nam mình. Việt Nam mình nếu mà cho người khác lái bằng xe ô tô thì chắc chỉ phạt người lái thôi ấy. Mấy cả phạt mấy chục chói thì mấy chục triệu, đây bên này 100 triệu, gần 100 triệu. Xong khi nó lại phạt cả người ngồi luôn. Việt Nam mình uống rượu mà lái xe chỉ phạt người ngồi lái xe, đây là phạt tất cả những người ngồi trên xe luôn. Tội như nhau, lại còn nặng hơn cơ. Nhật nặng thật đấy. Mình không biết, thế là cũng nói chung là đổi bằng từ Việt Nam sang ấy, là cũng không rõ luật luật phạt mấy. Chỉ biết luật đi thôi chứ không biết luật phạt. Ngủ quá, giờ mới thấy chán. Giờ ở nhà 1 tháng liền luôn để chờ xử mấy cả chuyển việc. Anh em nào mà có bắt chơi trên cô mà có ô tô thì đi thì để ý nhá, đừng cho ai mượn xe nhá. Nhất là những người không có bằng ấy mà không cho mượn gì cả. Tốt nhất là mình giữ. Bây giờ mình ra quán chơi, đầu tư một màn chơi tiếp. Không biết là gỡ hay không nhưng mà cứ chơi thôi, chơi cho anh em cho đỡ thoải mái mới cả. Anh em xem video để có mình chơi thì thắng cũng phải lúc thắng lúc thua, thì anh em nhìn đấy và có kinh nghiệm để chọn máy thôi. Chứ máy thì mình cũng kinh nghiệm chọn nhiều đấy, nhưng mà nhiều khi buổi sáng chơi ấy, nó vẫn phải hút xong đến chiều nó mới nhả cơ, nên là đánh rất chi là mệt, dò máy rất chi là lâu. Chứ thường mình đi hay chơi buổi chiều thì không phải dò, chứ cứ nhìn tần số mình vào mình gõ một lúc là mình có lãi. À, mình chơi buổi sáng ra này cứ ở nhà chán áp lực, hồi ra thì chọn cái máy nào ngồi vừa học vậy. Anh em xem video mình nhá, bây giờ mình đi tiếp tí ra này. Thank you.
lên vào đấy, đang lên vào nó lên 531 tới cổng. À, ba xem vào nó mới lổ. Thank you.
Thank you.
luôn này. Thank you.
6 nha mày, hôm nay 6 nha. Tần số là 1/64 máy là vẫn trả tiếp mà thôi, mệt lắm rồi. Ăn là hai khay này, hai là ăn no này, hai khay là đúng rồi. Thấy mất 29 điểm nữa là nghỉ về. Lỗ hay không lỗ về.
ấy có cái nào đó, thôi đi cái gì cơ映ってますちゃんと映ってますか。hôm nay chắc là được tầm khoảng 3 man đây. Được 3 man nó là 2 man 8 600 yên. Thôi, thế là ngon rồi, gỡ lại hết lần 2 hôm trước mua. À, tìm được máy 6 gỡ hết luôn này. Đó. Đây mọi người nhìn nhá, chính xác là 2 man 8 nhé, 2 man 8 6 cm nhé. Đấy, 2 man 8 6 cm về thôi. Hai man tám sáu cm. Hôm trước là mình thu một man 4 nhỉ.